Đang có khách hả? Đang làm việc hả? Nói gì? Đâu nói gì đâu, tôi tưởng ông rảnh. Tôi tưởng ông rảnh thì gọi nói xàm cho được buồn. À bữa nay mấy tay, bữa nay hai tay rồi mà, hết lễ rồi mà. Bữa nay hai tay. Ủa mọi người vẫn chưa đi làm lại hả? Tại vì ở Việt Nam người ta nghỉ tới 5 ngày. À đã vậy à? Ta nghỉ nhiều vậy à? Hôm nay đâu phải chủ nhật, đâu phải gì đâu, nghỉ tới 5 ngày chứ vậy. À đúng rồi, vào bữa nay thứ 6 nên là nó ăn theo, đúng không, ăn theo đâu, nghỉ thứ 7 chủ nhật. Xong rồi qua tuần sau là bù. Xong rồi kiểu giờ ở bên mình hay sắp định kiểu vậy. Tức là qua thứ 7 tuần sau đầu làm bù. Mấy cái quán xá bây giờ đang đông gây động, làm ăn tốt mà tốt bạc. Hoạt động hết công suất. Nên là
là tôi cũng không biết nữa, tại vì ngày hôm qua là do máy của tôi nó có vấn đề nên tôi không có chạy, rồi bữa nay tôi muốn đầu chạy lại nên là bữa nay tiền nó đã lên, đã đóng bữa nay chưa? Tiền đóng rồi thì một cân có 3 đồng. Không, cái tiền của một tay chưa vô mà. Xong rồi tới lúc vô gà trời xuống hả? Nên bởi vì sao tôi thấy thôi không xong rồi. Vì mà tôi cũng bỏ tiền ra tôi mua mèo mới của ông Tài. Chỉ vì học bữa biết tôi mà biết rồi. Giờ quyết tâm 10 tay đều học Tài đó đúng không? Tại vì còn mua Porsche xây chi rồi chịu. Xàm dễ sợ. Rồi tới lúc 10 tay là tiếc rồi đưa rồi vàng máy nữa cho coi nè. Lỡ dở nữa cho coi. Tới lúc 10 tay tôi ngưng hết trơn luôn. Làm miếng chạy quá, làm miếng continue máy quá. 10 tay ngưng hết trơn.
5月5日金曜日です。子供の日です。